gia đình đi ăn bún nhé. Cho nó chín đã. Bún bò. Bún bò. Trứng lộn. Mà cả nhà ăn trứng lộn à? Trời ạ. Trứng lộn. Mẹ ơi hết rồi. Thế ra bây giờ bột vừa rồi chứ mà. Đây. Đây. Đấy. Miếng ngàn. Miếng ngàn. Đây đây con đây. Không được con ăn, con bắt này con ăn nữa rồi. Nói tục. Anh để đi bắt anh làm tổ. Đây ăn cơm rồi. Làm hai quả trứng nữa xong rồi. Cho lên nha. Nó cái đi. Cái này coi thì ngon. Bán miến bữa tối. Mai gia đình lâu lâu đi đổ bữa ăn bún ra. Hết bát rồi. Kìa, ngồi xuống ngã kìa. Đó, ngồi xuống cái ghế. Thôi. 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 Quá ngon. Hưng đưa bố cái giấy. Anh ngồi xuống ăn. Đậy cái nắp áo ngủ xuống. Đậy cái nắp áo rút tờ một thôi. Mời cả nhà nhá. Đấy, ngon lắm. Lâu lâu mà ngon. Ừ.
ngon lắm. Ngon không nghèo tí hết. Đấy, hôm nay gia đình đi ăn mà quay mỗi hai vợ chồng trẻ con không được quay. Tôi cũng xin chào các bạn ở đây luôn nhé. Đấy, các bạn lần sau nhé.